Thưa quý vị, Trung tâm Báo tin Động đất và Cảnh báo Sóng Thần, Viện Vật lý Địa cầu vừa phát đi thông báo động đất tại khu vực huyện Bắc Trà My, tỉnh Quảng Nam. Đây là trận động đất nối tiếp trận động đất diễn ra những ngày trước đó tại khu vực này. Các ngành chức năng vẫn đang tiếp tục theo dõi trận động đất này. Theo đó, vào hồi 21 giờ 41 phút 19 giây giờ GMT ngày 2 tháng 11, tức 4 giờ 41 phút 19 giây giờ Hà Nội ngày 3 tháng 11, một trận động đất có độ lớn 3,0 độ Richter xảy ra tại vị trí có tọa độ 15,220 độ vĩ bắc, 108,182 độ kinh đông, độ sâu chấn tiêu khoảng 8,1 km. Đồng đất xảy ra tại khu vực huyện Bắc Trà My, tỉnh Quảng Nam, cấp độ rủi ro thiên tai cấp 0. Trước đó, Quảng Nam cũng đã xảy ra các trận động đất khác. Cụ thể, vào hồi 17 giờ 32 phút 35 giây giờ GMT ngày 1 tháng 11, tức 0 giờ 32 phút 35 giây theo giờ Hà Nội ngày 2 tháng 11, một trận động đất có độ lớn 2,8 độ Richter xảy ra tại vị trí tọa độ 14,973 độ Vĩ Bắc, 108,150 độ Kinh Đông, độ sâu chấn tiêu khoảng 8,1 km. Động đất xảy ra tại khu vực huyện Nam Trà My, tỉnh Quảng Nam. Tại đây, vào ngày 29 tháng 10, một trận động đất có độ lớn 2,8 độ cũng xảy ra tại vị trí có tọa độ 15,217 độ Vĩ Bắc, 108,235 độ Kinh Đông, độ sâu chấn tiêu khoảng 8 km. Theo tiến sĩ Nguyễn Xuân Anh, Viện trưởng Viện Vật lý Địa Cầu, động đất xảy ra ở khu vực huyện Bắc Trà My và Nam Trà My ở Quảng Nam đều là động đất kích thích. Tuy xảy ra có tuần suất dày, nhưng cấp độ rủi ro thiên tai cấp 0. Trung tâm báo tin động đất và cảnh báo sóng thần, Viện Vật lý Địa Cầu hiện đang tiếp tục theo dõi tình hình động đất ở hai địa phương này. Động đất tại hai huyện Bắc Trà My và Nam Trà My, nơi có hồ chứa thủy điện sông Tranh 2, được xác định là động đất kích thích. Xảy ra khi hồ chứa thủy điện tinh nước tạo áp lực lên đất cãy phía dưới, Hiện tượng động đất kích thích từng xuất hiện tại thủy điện sông Chanh 2, huyện Bắc Trà My, tỉnh Quảng Nam năm 2012 và đến nay vẫn còn động đất ở đây. Các trận động đất lớn thường kèm theo tiền chấn và dư chấn nên động đất sẽ thường xuất hiện theo chuỗi. Trận động đất lớn nhất ghi được có độ lớn 4,7 độ Richter